Mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác xa quê. Hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái cảnh đường phố ở Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trong cái danh sách của video là Hà Nội ngày nay. Thì đây là Minh Toàn đang đi từ cái khu đô thị Sang Cô Năm, từ khu đô thị Thanh Hà đi ngược lên trung tâm của Hà Đông. Khu này, cái đường này là đường đi từ trung tâm Hà Đông mà xuống khu đô thị Thanh Hà. Thì các bạn cũng có thể thấy là tuyến đường này rất là bụi. Ở đoạn đường này là đoạn đường không bụi rồi các bạn. Còn phía sau của Minh Toàn thì đường nó rất là bụi. Và ở Hà Nội này thì như các bạn thấy là nhiều, rất là nhiều thanh niên đi và không đội mũ bảo hiểm. Đấy, quý vị các bạn cũng có thể thấy và cũng rất là nhiều xe chạy ngược chiều. Nên khi mà quý vị các bạn có ở xa đây, thì chúng ta lưu thông ở trên đường thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Hà Đông thì đã sáp nhập vào Hà Nội rồi quý vị các bạn ạ. Thì đây cũng là thuộc đất của Hà Nội. Ngày xưa chưa sáp nhập Hà Nội thì gọi là Hà Tây. Và tuyến đường này cũng chưa đông đúc cho lắm, bởi vì là chưa vào trung tâm. Đây là ở ngoài trung tâm, tức là ngoài ngoại thành. Và trên tuyến đường này thì quý vị bạn đi xe cũng chú ý là tình trạng rải đinh rất là nhiều. Đây, quý vị các bạn cũng có thể thấy là những cánh đồng hoặc những vựa đất mà đang nằm trong các dự án và đang bỏ không. Và như cái dự án đất này thì cũng khoảng gần chục năm, hơn chục năm rồi quý vị các bạn. Đặc điểm Hà Nội bây giờ là có nhiều, rất là nhiều xe hoa quả đậu ở các cái ven đường để bán hoa quả, như quý vị các bạn cũng có thể thấy ở đây. Đây, đây là một tình trạng của thùng xăm và cũng có thể là gặp tinh tặc. Đấy, như các bạn thấy những cái xe bán hoa quả. Bán ở ven đường rất là nhiều các bạn. Bắt đầu trước mặt chúng ta là đi lên khu đô thị Sala rồi. Hà Nội này thì tình trạng mà tuân thủ của luật giao thông khi tham gia giao thông chưa được ý thức lắm đâu các bạn. Chúng ta đi đường ta phải cẩn thận. Trước mặt việc bạn là cái khu đô thị Sala và cũng là cái khách sạn Mường Thanh ở Hà Đông. Cái màu cái tòa nhà xanh 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 ở đằng trước các bạn ấy. Đấy, đấy là khách sạn Mường Thanh ở Hà Đông. Ở bên dưới cũng có bể bơi. Và khách sạn đấy Mường Thanh thì các bạn có thể thấy là sạch sẽ, nhưng mà giá thì hơi chát. Hà Đông bây giờ là xây rất là nhiều tòa nhà chung cư, tòa nhà cao tầng. Và đất cũng không hề rẻ đâu các bạn. Đây các bạn thấy nhiều, rất là nhiều nhà cao tầng.
giờ ở Hà Nội bây giờ là đang là 17 giờ 45 phút. Đây là tuyến đường mình toàn đang đi thì khá là rảnh, nhưng có những cái tuyến đường ở Hà Nội tắc nghẽn, nhích từng chút một vào cái thời điểm tan tầm như thế này đấy các bạn ạ. Đây là chúng ta, trước mặt chúng ta là đường cắt ngang là đường 70, và chúng ta sẽ rẽ trái để lên khu trung tâm của Hà Đông. Đây là đường tuyến đường 70 các bạn ạ. Chúng ta đang đi hướng từ phía dưới cầu Tó, chúng ta đi lên. Đường 70 này là cái đường mà nối liền của đường Phùng Hưng và đường 70 này cũng có rất là nhiều khu ăn uống cũng như là vui chơi giải trí, nhất là dành cho cánh mày râu. Massage và các cà phê đèn mờ. Trong video, trong kênh của Việt Nam Travel này và kênh của Minh Toàn thì Minh Toàn có giới thiệu qua về cái khu đường 70 này rồi, thì rất mong cái việc bạn chúng ta hãy xem qua khu đường 70 này nó như thế nào. Tuyến đường 70 ở đây là bây giờ chúng ta đang đi là đi ở đường Phùng Hưng. Đấy, tức là đường 70 và đường Phùng Hưng nó nối liền nhau ấy các bạn. Và trên cái đường này thì là đường Phùng Hưng này là có bệnh viện bỏng 103 nằm bên phía bên phải của chúng ta. Và chúng ta cũng chuẩn bị sắp đi qua bệnh bỏng 103. Và trên đường 70 này phía bên phải của các bạn đang là bệnh bỏng viện 103. Và phía bên tay trái của chúng ta đây là cái học viện quân y. Đây là học viện quân y và chúng ta đang đi phía ngoài của học viện quân y. Còn bên tay phải đây là viện 103. Tuyến đường này thì cũng rất là bụi các bạn ạ. Nếu các bạn đi trên đường 70 thì hãy đeo khẩu trang và đeo kính vào, bởi vì cái lượng xe khách cũng như là xe tải đi ở trên đường 70 này lưu thông rất là nhiều. Và tuyến đường này nó cũng không được bằng phẳng cũng như không được đẹp lắm để chúng ta lưu thông, như thế nào các ổ gà ổ vịt rất là nhiều. Ở Hà Nội này thì việc ban để ý cho mà xem, hầu như những em xinh đẹp một chút là không thèm đội mũ bảo hiểm nữa rồi. Không biết là các em đẹp, các em có quyền hay là sao rồi. Hoặc là cũng có thể là trên cái tuyến đường này là những tuyến đường mà những cái dịch vụ đèn mờ đèn đỏ quá đông. Đấy là trong một trong những tuyến đường đèn mờ đèn đỏ Hà Đông, nên đấy là một số cái em mà trong các cái quán đi ra, và các em đấy thì thường hay cũng phải đứng, bởi vì các em ấy đẹp, các em có quyền. Ở đây mình toàn chia sẻ với quý vị các bạn với tư cách là một người tham gia đi đường, không phải là một hướng dẫn viên du lịch. Và trong các cái video mà Minh Toàn chia sẻ thì Minh Toàn chia sẻ với tư cách là một người người cũng như quý vị bạn mà thôi, và đi bắt gặp và Minh Toàn quay lại để Minh Toàn chia sẻ, chứ không phải là Minh Toàn là một hướng dẫn viên du lịch. Thì trong quá trình mà chia sẻ có gì mà không nếu phải cũng rất mong quý vị bạn hãy bỏ qua cho Minh Toàn.
mặt các bạn là cái điểm nối ở đầu cầu Trắng, Hà Đông. Đầu cầu Đen, các bạn, chúng ta đi qua cầu Đen trước xong mới đến cầu Trắng. Và trước mặt của các bạn ở phía bên phía trái là cầu Đen. Còn chúng ta đi thẳng là đến đầu cầu Trắng. Và đường Hà Đông bây giờ là cũng chưa tắc lắm. Bởi vì hôm nay cũng là cái ngày thứ bảy, ngày cuối tuần, nên cái lượng người tham gia giao thông cũng ít đi so với ngày bình thường. Đây, trước mặt của các bạn, điểm nối giữa đầu cầu Đen và đầu cầu Trắng thì là cái sở tư pháp của Hà Nội. Đây, đây là chúng ta đang đi phía ngoài của sở tư pháp Hà Nội. Và chỗ ngay đèn xanh đèn đỏ trước mặt của các bạn, đấy là đầu cầu Trắng của các bạn. Đây là cái tuyến đường trên cao dành cho tàu điện. Đây, các bạn đã ra thấy ở đây đường Trần Phú, Hà Đông. Đường Trần Phú thì nối liền của đường Nguyễn Trãi Hà Đông và Nguyễn Trãi Hà Nội. Thì ở đây là cái tuyến đường trên cao, đường sắt của tàu điện trên cao, nhưng mà chưa đi vào khai thác hoạt động được. Tuyến đường Trần Phú thì các bạn thấy là buổi chiều, đây là một trong những tuyến đường mà không hay xảy ra tình trạng tắc đường, nhưng lượng người tham gia giao thông ở Hà Nội trên đường rất là đông. Và hai bên của tuyến đường Trần Phú này thì rất là nhiều cái cửa hàng mở ra, rất là sầm uất so với khoảng 4 năm về trước. Trên tuyến đường của Trần Phú Nguyễn Trãi này thì rất là nhiều trường đại học, quý vị các bạn, là nhiều trung tâm. Phía trước mặt quý vị các bạn là cái Big C của Hà Đông, hay là cái tòa nhà Hồ Gươm vừa ra. Và trên tuyến đường này thì như quý vị các bạn cũng có thể hình dung ra là chúng ta sẽ, nếu mà để lưu thông dọc theo tuyến đường này thì chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều trường đại học. Nhưng chúng ta không, hôm nay mình toàn không lưu thông dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi. Đấy, các bạn thấy tình trạng tắc đường ở đây rồi. Ở đây là chúng ta sở giao thông vận tải mới lắp cái đèn xanh đỏ, nhưng hôm nay ở khu này là mất điện. Và trước khi mà lắp đèn xanh đỏ này thì đợt trước là ở cái ngay chỗ BC Hà Đông này thì tắc đường khoảng 1 km, các bạn, ngày nào cũng tắc luôn vào cái giờ tan tầm này. Và bên tay trái của chúng ta, như là trước mặt chúng ta, là cái học viện Bưu chính Viễn thông. Học viện Bưu chính Viễn thông thì đối diện với tòa nhà Sông Đà, tức là siêu thị Media Mart Hà Đông. Và cạnh siêu thị Media Mart Hà Đông thì có học viện cán bộ, quản lý cán bộ đô thị. Tiếp theo là trường kiến trúc, nối liền với trường học viện cán bộ luôn, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Và khi mà chúng ta đi hết đất của trường kiến trúc thì chúng ta sẽ đây, chính học viện an ninh, tòa nhà của các học viên. Minh Toàn sẽ rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Lộc của Hà Đông.
đây là tuyến đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông, một trong những cái tuyến đường mà sầm uất nhất nhì ở Hà Đông hiện nay về giải trí cũng như là ăn uống. Ở tuyến đường này thì bây giờ rất là nhiều dịch vụ ăn uống mở ra, nhiều cửa hàng ăn uống mở ra. Và video ngày hôm nay mình Toàn xin dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.